Tháng 2 năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 703 gửi các Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm hướng dẫn về loại hình bất động sản mới như căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú. Theo các luật sư, văn bản này không phải là giấy khai sinh cho condotel, nhưng đã xác định được bản chất pháp lý của condotel, qua đó góp phần định hình chế độ sử dụng đất, mục đích, thời hạn sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của các dự án condotel. Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên Môi trường 703 đã ghi rõ, theo đó, đối với loại hình căn hộ du lịch hay là biệt thự du lịch do được xây dựng trên đất thương mại dịch vụ, nên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải ghi theo năm mà chủ đầu tư được cấp giấy chứng nhận. Trong trường hợp có những chính sách để kiểm soát được, thì mình theo quan điểm của mình thì cơ quan nhà nước hoàn toàn có thể hỗ trợ để mà cấp sổ hồng cho người dân. Tuy nhiên, đây là một loại giấy chứng nhận đặc biệt. Thứ nhất là phải có thời hạn sử dụng, không thể là thời hạn lâu dài được. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia bất động sản, hiện có nhiều dự án condotel vốn được cấp phép xây dựng trên đất ở lâu dài. Vì vậy, một khi chưa có quy định cụ thể sẽ vẫn làm cho thị trường condotel gặp khó trong giao dịch. Thay vì giá đất ở có lâu dài thì người ta sẽ bán cái mức giá 50 triệu chẳng hạn. Nhưng bây giờ xác định rõ ràng cái việc này có thời hạn rồi thì chúng tôi bán giá hợp lý hơn là 40 triệu. Chứ không phải như bây giờ, hiện tại là chủ đầu tư cũng đang nâng chừng, còn khách hàng thì người ta cũng tránh được cái phân vân là mình mua thời điểm này thì pháp lý nó chưa rõ ràng. Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, hiện thành phố đã cấp phép xây dựng cho 6 dự án căn hộ khách sạn với gần 7.600 căn hộ. Việc cấp phép này thực hiện theo quy chuẩn công trình có mục đích kinh doanh và không thể được chuyển đổi để ở với mục đích sử dụng lâu dài. Từ đó cũng có thể thấy, các dự án condotel vẫn đang vướng về pháp lý và chưa có cơ sở cụ thể nào để các cơ quan liên quan cấp chứng nhận sở hữu hay sử dụng căn hộ khách sạn condotel cho người mua căn hộ này.